cái này là cái đèn selfie rtr mười một ha rtr 11 hàng hot nhất mùa tết nha ai mà hay lay chim mùa tết này ai đi chơi lay chim hay là selfie thì mình đừng có bỏ qua mẫu này ha đèn này thì nó gồm có bốn nấc đèn này bốn nấc ha nó thứ nhất đó là sáng vừa nè thứ hai nó là rất là sáng thứ ba nữa là siêu sáng ha còn đặc biệt là nó thứ tư là khi mà mình giữ thì nó sẽ tạo lên chớp nháy chớp nháy tạo hiệu ứng ha đó cái mờ đó đàn này á, là mình khi mà mình lắp lên lắp lên thì nó sẽ có một miếng đệm bên trong lắp lên rất là dễ dàng không có bị trầy máy ha mình s mười 11 gồm có bốn màu màu trắng màu xanh màu đen màu hồng ha bốn màu ai mà hay uh, selfie hay là lê chim thì chỉ cần một cây gậy lê chim cộng với là một cái đàn selfie này là ok rồi ha hàng thời trang hot nhất hot nhất mùa tết